À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các con. Ngày hôm nay, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các con để hướng dẫn các con làm các bài tập luyện tập về đơn vị đo thời gian. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên. Bài tập đầu tiên của chúng mình gồm có hai phần. Phần A có yêu cầu như sau: kể tên những tháng có 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 ngày. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết yêu cầu đầu tiên trước. Bài tập số 1. Những tháng các tháng có 30 ngày sẽ là các tháng. Tháng 4. Tháng 6. Tháng 9. Và tháng 11. Như vậy, chúng mình sẽ có tất cả là 4 tháng có 30 ngày. Những tháng có 31 ngày sẽ là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7. Tháng 8, tháng 10 và tháng 12 ạ. Như vậy, ở đây chúng mình có tất cả là 7 tháng có 31 ngày. Tiếp theo chúng mình sẽ chuyển sang phần những tháng có 28 hoặc 29 ngày. Những tháng có 28 hoặc 29 ngày thì sẽ là có duy nhất một tháng, đó là tháng 2. Vậy khi nào thì tháng 2 có 28 ngày và khi nào thì tháng 2 có 29 ngày thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần B ạ. Phần B cho chúng mình biết năm Nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày và các năm không Nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hỏi năm Nhuận sẽ có bao nhiêu ngày và năm không Nhuận sẽ có bao nhiêu ngày. Như vậy nhìn vào đây các con thấy năm Nhuận thì tháng 2 sẽ có nhiều hơn tháng 2 của năm bình thường một ngày, đúng không ạ? Nên bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi giải quyết phần B. Năm Nhuận có số ngày là, năm Nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày đúng không nào? Cô lấy 29 này cộng với, chúng mình có 4 tháng có 30 ngày nên cô lấy 4 nhân với 30. Chúng mình có 7 tháng có 31 ngày, cô lấy 7 nhân 31. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đặt tính ra nháp ạ. Các con dễ dàng thấy 4 nhân với 30 đúng không? Thì bằng 120. Cô lấy 29 cộng với 120. 7 nhân 31 thì sẽ bằng 217. Được chưa ạ?
Và từ đây chúng mình sẽ đặt tính 9 cộng 0 cộng 7 bằng 16. Cô viết 6 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4 cộng 1 là 5 thêm 1 là 6. 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy, năm nhuận có 366 ngày. Còn năm không nhuận thì sẽ ít hơn năm nhuận một ngày, do tháng 2 chỉ có 28 ngày, đúng không nào? Chúng mình đi tính. Năm không nhuận có số ngày là, có hai cách viết. Cách viết thứ nhất là chúng mình sẽ viết vậy phép tính, là lấy 28 cộng 4 nhân 30 cộng 7 nhân 31, hoặc là chúng mình lấy 366 trừ đi 1 ngày thì sẽ ra 365 ngày. Bởi vì năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 thôi, còn năm nhuận thì tháng 2 có 29, nên chênh lệch nhau sẽ là 1 ngày, được chưa ạ? Sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có yêu cầu như sau. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Ở đây cô có tất cả là 9 phần. Chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện từng phần. 3 ngày bằng bao nhiêu giờ? Các con biết rồi ạ. Một ngày thì có 24 giờ. Vậy 3 ngày có bao nhiêu giờ? Thì cô lấy 24 nhân lên với 3. 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 là 6, nhớ 1 là 7. Như vậy 3 ngày sẽ có 72 giờ. 4 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút. Vậy 4 giờ thì cô lấy 4 nhân với 60 và sẽ bằng 240 phút ạ. 8 phút bằng bao nhiêu giây? Cứ 1 phút bằng 60 giây. 8 phút thì cô lấy 8 nhân 60 và bằng 480 ạ. Một phần ba ngày bằng bao nhiêu giờ? Một ngày có 24 giờ. Một phần ba ngày cô lấy 24 chia cho 3 thì bằng 8 giờ. Một phần bốn giờ bằng bao nhiêu phút? Một giờ bằng 60 phút. Nên một phần bốn giờ cô lấy 60 chia cho 4. 60 mà chia cho 4 các con sẽ tính ra cho cô. 6 chia 4 bằng 1. 1 x 4 bằng 4, 6 trừ 4 còn 2, hạ 0, 20 chia 4 thì bằng 5. Như vậy là 1 phần 4 giờ bằng 15 phút. 1 phần 2 phút bằng bao nhiêu giây? Cứ 1 phút có 60 giây. Vậy 1 phần 2 phút thì cô lấy 60 chia 2 bằng 30 giây ạ. 3 giờ 10 phút thì bằng bao nhiêu phút? 1 giờ bằng 60 phút, vậy 3 giờ sẽ bằng 60 nhân với 3, rồi cộng thêm 10 phút ở đây nữa ạ. Và kết quả sẽ bằng 60 nhân 3 bằng 180, cộng 10 bằng 190 ạ. Như vậy kết quả ở đây là 190 phút. 2 phút 5 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút bằng 60 giây, 2 phút bằng 120 giây, cộng thêm 5, 125. 4 phút 20 giây bằng bao nhiêu giây? 1 phút bằng 60 giây, 4 phút thì sẽ bằng 4 x 60 là 240. 240 thêm 20 nữa bằng 260 giây ạ. Rất đơn giản không là các con. Tiếp theo cô mời các con sẽ đến với bài tập số 3. Bài 3 có hai phần. Phần A, Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789, năm đó thuộc thế kỷ nào? Phần A.
năm 1789 sẽ thuộc thế kỷ số 18 ạ. Vậy vậy chúng mình viết câu trả lời như sau. Quang Trung đại phá quân Thanh. Năm 1789 thuộc thế kỷ mười tám ạ. Sang phần B. Lễ kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm bao nhiêu? Năm đó thuộc thế kỷ nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm xem Nguyễn Trãi sinh năm bao nhiêu. Chúng mình chỉ cần lấy năm 1980 trừ đi 600 thì sẽ ra được năm sinh của Nguyễn Trãi, đúng không nào? Và kết quả của chúng mình sẽ là 1380. Và năm 1380 này thuộc thế kỷ nào? Thì chúng mình sẽ trả lời ạ, năm 1380 thuộc thế kỷ 14 ạ. Các con chú ý đó là thế kỷ thì chúng mình sẽ sử dụng số La Mã để viết, được chưa ạ? Tiếp theo cô mời các con chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có yêu cầu như sau. Trong cuộc thi chạy 600m, nam chạy hết 1/4 phút, bình chạy hết 1/5 phút, hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây? Vậy thì bây giờ để biết được bạn nào chạy nhanh hơn và chạy nhanh hơn bao nhiêu giây thì chúng mình sẽ quy đổi thời gian chạy của hai bạn từ đơn vị là phút sang đơn vị là giây, được chưa ạ? Đổi 1/4 phút. Cứ 1 phút bằng 60 giây. Vậy 1/4 phút thì cô sẽ lấy 60 chia cho 4 ạ. Và 60 chia cho 4 các con dễ dàng nhẩm ra. 6 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4. 6 trừ 4 còn 2. Hạ số 0 xuống. 20 chia 4 bằng 5. 5 x 4 đúng bằng 20. Như vậy 1/4 phút thì bằng 15 giây ạ. Tiếp tục cô đổi tiếp 1/5 phút. Bằng bao nhiêu giây thì cô sẽ lấy 60 chia cho 5. 6 chia 5 được 1. 1 x 5 bằng 5. 6 trừ 5 còn 1. 10 chia 5 bằng 2. 2 x 5 đúng bằng 10 ạ. Như vậy 1/5 phút bằng 12 giây. Như vậy bạn nam thì chạy hết 15 giây. Bạn bình thì chạy hết 12 giây. Vậy thì bạn nào mà chạy hết ít thời gian hơn thì bạn đó sẽ chạy nhanh hơn. Như vậy bạn bình sẽ chạy nhanh hơn bạn nam. Chúng ta viết câu trả lời ạ. Bạn bình chạy nhanh hơn bạn nam. Và chạy nhanh hơn bao nhiêu, đúng không? Chạy nhanh hơn bạn nam số giây là, các con lấy thời gian chạy của bạn nam trừ đi thời gian chạy của bạn bình. 15 trừ đi 12 thì bằng 3 giây ạ. Sau đó thì chúng ta đáp số
Đáp số ở đây thì chúng ta sẽ viết là bạn Bình nhanh hơn. Bạn Bình chạy nhanh hơn. Và ý thứ hai đó là 3 giây. Như vậy rất đơn giản và nhanh chóng, bài tập số 4 cô đã hướng dẫn xong các bạn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5 của các con là một bài tập trắc nghiệm gồm có 2 phần. Phần A có câu hỏi đó là đồng hồ chỉ. Bây giờ các con sẽ quan sát vào đồng hồ và cho chúng mình cô biết là đồng hồ chỉ mấy giờ. Ở đây thì kim ngắn đang chỉ vào giữa số 8 với số 9. Vượt qua số 8 nhưng chưa đến số 9, còn kim dài thì chỉ đúng vào số 8. Như vậy đồng hồ lúc này sẽ chỉ 8 giờ 40 phút. Chúng mình khoanh vào đáp án B. Tiếp theo sang phần B ạ. 5kg và 9g thì sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây 4 đáp án của cô đều có đơn vị là gam, có nghĩa là kết quả, có nghĩa là 5kg và 9 và 8g này các con phải đổi sang đơn vị là gam. 5kg thì các con biết rồi, sẽ bằng 5.000g. 5.000g mà cộng thêm 8g thì sẽ bằng 5.008g. Đáp án chính xác là đáp án C. Bài tập cuối cùng không có gì khó đúng không nào các con? Như vậy cô vừa hướng dẫn nhanh các bạn làm hoàn thiện 5 bài tập của phần luyện tập đơn vị đo thời gian và cô mong các con sẽ có thể tự hoàn thiện được các bài tập này sau khi lắng nghe cô hướng dẫn, được chưa ạ? Và xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.